Tại Macau, kinh đô cờ bạc lớn nhất thế giới thì Hà Hồng Sơn được xem là ông trùm sòng bạc thật sự. Bên cạnh việc sở hữu khối tài sản khổng lồ, ông còn nổi tiếng với tình trường lẫy lừng, 4 người vợ và 17 người con. Tuy nhiên, việc sống trong một gia tộc có mối quan hệ quá phức tạp đã đẩy ông vào cuộc chiến tranh giành quyền lực. Và sau hơn một thập kỷ trôi qua, cuộc chiến ấy vẫn chưa có hồi kết. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Hà Hồng Sơn, ông trùm sòng bạc Macau và cuộc nội chiến tranh giành quyền lực chưa hồi kết. Những ngày tháng khổ cực. Hà Hồng Sơn sinh ngày 25 tháng 11 năm 1921 tại Hồng Kông. Ông là con thứ 9 trong gia đình có đến 13 người con. Ông nội của Hồng Sơn là Hà Sĩ Văn, một thương nhân Hà Lan gốc Do Thái, đến lấy vợ ở Macau để kinh doanh. Cha của Hồng Sơn là Hà Thế Quang, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Tung Hoa. Mẹ của Hồng Sơn là bà Ký Hưng Vân, con gái nhà sáng lập tập đoàn Tung Hoa, có dòng dõi từ Anh Quốc. Nói cách khác, gia thế của Hồng Sơn thuộc hàng trăm anh thế Việt. 13 tuổi, gia đình ông bất ngờ phá sản. Cha Hồng Sơn bỏ rơi mẹ con ông. Cùng cực, hai người anh của ông đã tự sát. Lúc này, Hồng Sơn quyết tâm làm giàu để lấy lại danh dự và địa vị cho gia đình. Ông hứa với mẹ rằng ông sẽ làm tất cả để trở thành trụ cột gia đình. Và mục tiêu trên hết mà Hồng Sơn đặt ra cho cuộc đời ông là kiếm thật nhiều tiền. Những ngày tháng sau đó của Hồng Sơn là khoảng thời gian khó khăn khi ông vừa phải nỗ lực học tập, vừa phải làm thêm kiếm tiền nuôi mẹ. Và rồi sự cố gắng học tập của ông đã được đền đáp. Ông giành được học bổng của chính quyền Anh ở Hồng Kông và sau đó tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh. Năm 1941, Nhật đánh vào Hồng Kông, Hồng Sơn chuyển đến Macau sinh sống. Thông thạo 4 ngoại ngữ khác nhau nên ngay khi mới ra trường, ông đã được nhận vào làm tại một công ty Nhật ở Macau. Năm 1943, ở tuổi 22, với số vốn tích góp được, ông quyết định thành lập một hãng xăng dầu và công ty xây dựng ở Hồng Kông. Công việc kinh doanh của Hồng Sơn diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, và lợi nhuận mà ông thu được ngày càng lớn. Ông trùm sòng bạc. Năm 1961, chính quyền Macau quyết định đầu tư vào du lịch để bù cho ngành công nghiệp sản xuất đang suy giảm. Lúc này, Hà Hồng Sơn cũng quyết định đầu tư vào ngành cờ bạc và du lịch, được hỗ trợ 400.000 đô la cho vay từ Henry Ford, cũng như các khoản đầu tư từ Yip Hon và người anh rể Teddy Yip. Ông đã bỏ ra 1 triệu đô la để đấu thầu lấy giấy phép kinh doanh sòng bạc rồi thành lập STDM, công ty du lịch và giải trí Macau. Hồng Sơn nói với tờ South China Morning Post vào năm 1972 rằng ông là người Trung Quốc trong con mắt của người nước ngoài và là người da trắng trong xã hội Trung Quốc. Do đó, chìa khóa cho sự thịnh vượng của ông chính là khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Vào đầu những năm 90, số tiền đóng thuế của STDM chiếm khoảng một nửa tổng thu thuế của Macau. Hồng Sơn là một trong những người giàu nhất châu Á trong danh sách của Forbes lúc bấy giờ. Sau hơn nửa thế kỷ, trong các đơn vị hành chính trực thuộc Trung Quốc, Macau là nơi duy nhất được cấp phép kinh doanh sòng bạc, là nơi được hàng chục ngàn tay cờ bạc mê đỏ đen thường xuyên lui tới. Doanh thu từ các sòng bạc của Macau lần đầu vượt qua Las Vegas vào năm 2006 và từ đó trở đi đã bỏ xa Las Vegas. Quãng đường thăng trầm. Chính những sòng bạc ở Macau đã khiến Hà Hồng Sơn trở nên vô cùng giàu có và củng cố tầm ảnh hưởng của ông trên trường quốc tế. Có thời điểm ông còn tính xây dựng sòng bạc ở Triều Tiên. Tuy nhiên, các kế hoạch mở rộng kinh doanh của ông ở Úc, Singapore, Canada và Mỹ đều nhanh chóng sụp đổ vì ông bị tình nghi liên quan đến các tổ chức tội phạm và rửa tiền. Vào cuối thế kỷ 20, số lượng các sòng bạc nhượng quyền phát triển nhanh ở Macau. Trong số những công ty được cấp phép mở sòng bạc có Menco, công ty của Hà Du Long, con trai của Hồng Sơn. Chính điều này đã gây ra mâu thuẫn trong gia đình ông và để lại nhiều hậu quả. Trong khi đó, những ông trùm sòng bạc ở Las Vegas như Steve Wynn và Sheldon Adelson đang dần tiến vào thị trường Macau. Từ năm 2002, chính quyền Macau đã phá vỡ thế độc quyền sòng bạc của Hồng Sơn. Tuy nhiên, ông vẫn kiểm soát 14 trong số 30 sòng bạc hoạt động tại đây. Vào năm 2005, Hồng Sơn đã phải trải qua cuộc chiến giành quyền kiểm soát STDM với em gái ông Hà Uyển Kỳ, người sở hữu 8% cổ phần. "Tôi không còn coi cô ta là em gái nữa", Hồng Sơn phát biểu sau một cuộc họp cổ đông kéo dài 30 phút trong năm đó. Cuộc họp đó đã loại bỏ Uyển Kỳ ra khỏi hội đồng quản trị. Một năm sau, Uyển Kỳ đâm đơn kiện muốn lấy 3 tỷ đô la Hồng Kông trong cổ tức STDM. Bà đã để đơn kiện chống lại anh trai vì đã lấy tiền phỉ báng và chiếm cổ phần của bà trong công ty. Uyển Kỳ nói, "Chúng tôi không cần luật sư nếu anh ta chơi theo luật và trả lại số tiền anh ta nợ tôi, nhưng đó là Hà Hồng Sơn, người luôn nghĩ mình có thể thắng bất kỳ ai."
Sau khi vất vả giải quyết tất cả các tranh chấp giữa hai anh em trong năm 2008, STDM đã đưa các sòng bạc của mình lên sàn chứng khoán Hồng Kông, thành lập công ty con là Sociedad de Jogos de Macau, còn gọi là SJM Holdings. Năm 2011, thì Hà Hồng Sơn là người giàu thứ 13 ở Hồng Kông với khối tài sản 2 tỷ USD. Ông cũng là người giàu nhất Macau và nằm trong danh sách những người giàu nhất châu Á. Hà Hồng Sơn sở hữu nhiều khu vực ở Macau và Hồng Kông và kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như là du lịch, giải trí, bất động sản, vận chuyển hay hàng không. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video về doanh nhân. Thông tin chi tiết ở bên dưới video nhé các bạn. 4 bà vợ và 17 người con. Không chỉ được biết tới với tư cách một ông trùm đầy quyền lực của ngành kinh doanh sòng bạc tại Macau, Hà Hồng Sơn còn nổi tiếng với những câu chuyện đời tư đầy sóng gió. Cho tới thời điểm hiện tại, ở tuổi 98, ông trùm sòng bạc Macau đã có tổng cộng 4 bà vợ với 17 người con và vô số cháu chắt. Ngược về những năm 1941, khi Hồng Sơn mới chân ướt chân ráo đến Macau lập nghiệp, ông đã kết hôn với người vợ đầu của mình là Lê Uyển Hoa, con gái cưng của một luật sư tiếng tăm lừng lẫy ở Macau. Dựa vào mối quan hệ và uy tín của bố vợ, Hồng Sơn mới có thể thành lập hãng xăng dầu và công ty xây dựng ở Hồng Kông. Và ai cũng biết rằng đây chính là nền tảng quan trọng cho sự nghiệp của ông sau này. Cuộc hôn nhân giữa Hồng Sơn và Uyển Hoa kéo dài hơn 60 năm, cho tới khi bà qua đời vì bệnh nan y vào năm 2004. Dù không ly hôn với vợ cả, nhưng Hồng Sơn vẫn còn có thêm 3 người vợ khác. Uyển Hoa sinh cho ông 3 người con gái, 1 người con trai. Đáng tiếc, người con trai lại qua đời từ khi còn bé. Để có người nối dõi tông đường, Hồng Sơn đã cưới người vợ thứ hai là Lam Quỳnh Anh, con gái của một sĩ quan quân đội. Dù là vợ bé nhưng Quỳnh Anh lại được Hồng Sơn hết mực cưng chiều. Không phụ lòng chồng, Quỳnh Anh sinh hạ con trai Hà Du Long để chồng có người nối dõi. Và đến nay Hà Du Long vẫn là người con trai được Hồng Sơn yêu thương nhất. Ngoài ra, ông còn có với vợ hai 4 người con gái. Không xuất thân danh gia vọng tộc như hai người vợ trước, vợ ba của Hồng Sơn là Uyển Trân, chỉ là một cô y tá. Được biết, ông quen Uyển Trân khi bà đến chăm sóc vợ cả của ông trong thời gian nằm liệt giường. Năm 1989, Uyển Trân trở thành vợ ba của Hồng Sơn với sự đồng thuận từ người vợ cả. Vì xuất thân không mấy lễ lừng nên bà rất ít khi xuất hiện bên ngoài cùng chồng. Hồng Sơn và vợ có với nhau 3 người con, 2 gái, 1 trai. Người vợ thứ tư Lương An Kỳ là người có vai vế nhỏ nhất nhưng lại là người phụ nữ quyền lực trong gia đình. An Kỳ từ chối khoản tiền trợ cấp 12.000 đô mỗi tháng từ Hồng Sơn và tham gia trực tiếp vào công việc kinh doanh của ông. Ngoài vị trí điều hành sòng bạc lớn nhất ở Macau, An Kỳ còn là thành viên hội đồng lập pháp Macau, sở hữu các công ty bất động sản và sòng bạc của riêng mình. Bà và Hồng Sơn có với nhau 5 người con, 3 trai, 2 gái. Cuộc chiến không hồi kết. Một vợ nhiều con đã là sự nan giải trong vấn đề chia sẻ tình yêu thương cũng như là của cải gia tài. Đằng này, Hà Hồng Sơn lại có đến 4 bà vợ và 17 người con, thì việc đấu đá lẫn nhau để tranh quyền, đoạt gia sản lại càng phức tạp hơn, nhất là khi Hồng Sơn ngày càng già yếu. Năm 2010, ông bắt đầu lui khỏi vị trí điều hành kinh doanh do bệnh nặng, từ đó ông cũng rất hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Cuộc nội chiến đã diễn ra âm ỉ khá lâu, nhưng chỉ thực sự bùng phát vào đầu năm 2011 với những thông tin Hồng Sơn đã chuyển giao 32% cổ phần của công ty STDM, công ty mẹ của SJM Holdings, cho bà vợ ba Uyển Trân cùng 5 người con của bà vợ hai Quỳnh Anh. Tuy nhiên, ngay sau đó thì luật sư của Hồng Sơn đã thay mặt ông trùm này tuyên bố các thành viên gia đình đã nắm quyền kiểm soát đế chế của mình mà ông không hay biết và cũng không được sự đồng tình của ông. Hồng Sơn đã yêu cầu các thành viên trong gia đình trả lại tài sản, nếu không sẽ đưa vụ việc ra tòa. Hành động của vợ ba Uyển Trân và những người con của bà vợ hai Quỳnh Anh là một việc làm thiếu suy nghĩ, và đó chính là cơ hội để bà vợ tư An Kỳ với thực lực hùng hậu đã chuẩn bị kỹ càng từ trước vượt lên nắm lấy phần thắng trong cuộc tranh chấp này. Đến ngày 21 tháng 4 năm 2014, đại gia đình họ Hà đã ra tuyên bố đồng ý để bà vợ Tư An Kỳ làm giám đốc điều hành công ty SJM Holdings. Bản thân bà cũng tuyên bố với báo chí rằng mọi thứ đã được giải quyết xong, tôi sẽ quản lý các sòng bạc và tìm cách phát triển thêm, kiếm thêm tiền, mọi người đều có vai trò ở đây. Mới đây nhất, ngày 12 tháng 4 năm 2018, tại cuộc họp Hồng Sơn đưa ra tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 96 và trao quyền thừa kế cho con gái thứ 5 là Hà Siêu Phượng. Như vậy, Siêu Phượng sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của SJM Holdings. Trong khi đó, bà vợ Tư An Kỳ và Timothy Ford, con trai ông Henry Ford, đối tác của Hồng Sơn, sẽ được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch và đồng giám đốc điều hành. Cũng trong năm 2018, Hồng Sơn đã từ chức chủ tịch tập đoàn Sun Tak Holdings ở Hồng Kông
và nhường lại vị trí này cho người con gái thứ tư là Hà Siêu Quỳnh và người con trai Hà Du Long đang điều hành sòng bài và khách sạn Menco, là đối thủ của SJM Holdings ở Macau. Theo Bloomberg, tính đến đầu năm 2019, thì SJM Holdings chỉ chiếm 14% thị phần đánh bạc ở Macau. Và liên minh mới của Siêu Quỳnh tuyên bố là sẽ cố gắng nâng con số này lên mức 18% để khôi phục lại vị thế của gia tộc sau nhiều năm đấu đá. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi bởi vì với một gia tộc mà ai cũng có quyền lực và khao khát quyền lực như vậy, thì việc đấu đá có dừng lại hay không chỉ có thời gian mới trả lời được. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của nhóm nhé.